Hello, Nhân xin chào cả nhà. Hôm nay Nhân sẽ làm một cái video để chia sẻ cho cả nhà mình một cách làm sao và để mình biết được một cái thông tin chính xác khi mà mình đi tham khảo hoặc là đi tham quan một cái dự án nào đó. Mà khi những cái bạn sale thì hầu như là nếu như mình gọi cho mỗi một bạn nó sẽ là một cái câu chuyện khác nhau, cho nên nó rất là khó khăn và rất là đau đầu. Mình phải suy nghĩ hoặc là mình phải là tìm kiếm mua mốc này kia đó, nhưng mà cái thông tin là hầu như nó lại không chính xác. Thì mình làm thế nào để mình có thể biết được một cái thông tin chính xác là từ chủ đầu tư họ đưa ra, chứ không phải là khi gọi một bạn sale thì lại một câu chuyện khác. Thì cái đầu tiên là Nhân sẽ chia sẻ cho mình về 13 tiêu chí về một cái dự án. Thì đầu tiên là mình sẽ tìm hiểu về cái tên dự án. Thì cái tên dự án nó rất quan trọng, là mình nếu như mình biết được cái tên dự án đó rồi á, thì lúc đó là mình sẽ gõ trên Google thì mình sẽ thấy được những cái thông tin về dự án, hoặc là mình gõ bên kênh YouTube chẳng hạn đó, thì nó có hai cái đó, một là YouTube hay là Google, thì mình sẽ biết được những cái thông tin chính xác ở trên đó. Và cái thứ hai là mình sẽ tìm hiểu về chủ đầu tư, tức là mình chủ yếu là mình tìm hiểu chủ đầu tư để mình có thể biết được về cái chủ đầu tư này là lúc trước họ đã làm những cái dự án nào rồi, rồi những cái dự án đó nó có thành công hay không, hay là những dự án chết, những dự án bỏ hoang. Thì chỉ cần mình biết được cái chủ đầu tư đó lúc trước mà họ làm những cái dự án nào rồi và họ có uy tín rồi đó, thì lúc đó mình cứ an tâm mà giao dịch thôi. Cái thứ ba là mình sẽ tìm hiểu về cái quy mô của một cái dự án. Thì cái quy mô này nó cũng rất là quan trọng, bởi vì cái quy mô nó có thể quyết định về cái số lượng mà người dân mua, hoặc là người dân sau này về cái dự án đó để mà ở, thì mình sẽ biết được là cái tốc độ phát triển này kia nó liên quan rất là nhiều. Chẳng hạn như mình mua những cái khu nào mà nó lớn một chút xíu đó, thì mình tìm nó hay một cái là khi mà chủ đầu tư làm những cái dự án lớn thì họ không bao giờ họ bán một lần, mà họ bán theo cái kiểu là cuốn chiếu. Thì những cái kiểu bán hàng cuốn chiếu như thế là một cái lợi thế rất là lớn cho cái người khách hàng mình khi mà mình mua những dự án đó. Bởi vì mỗi một lần mà họ bán một đợt ấy, thì họ sẽ lên cái giá, và lên cái giá nó rơi vào tầm khoảng 10-15%, thậm chí là có những cái vị trí nó lên khoảng 20% so với cái đợt ban đầu. Thì cho nên là nếu như mình mua dự án, mình mua để đầu tư, thì mình nên mua những cái dự án nó có một quy mô nó lớn một chút xíu để họ bán theo cái kiểu cuốn chiếu, và mình sẽ xin lời cái kiểu là đều luôn nha cả nhà. Và tiếp tục là mình sẽ tìm hiểu về cái vị trí của dự án. Cái vị trí nó rất là quan trọng nha cả nhà, bởi vì cái vị trí thì nó có thể quyết định được cái giá cả và cái tốc độ của cái người dân về nó ở nhanh như thế nào. Chẳng hạn như là một cái dự án nào đó mà cái vị trí đó mà nó không có một cái gì gọi là thu hút người dân hết, hoặc là thu hút những cái nhà đầu tư, thì lúc đó là nó sẽ cái dự án nó sẽ bị kéo dài, và những cái dự án đó nó sẽ rất là lâu phát triển và rất là lâu sinh lời, cho nên là cái vị trí nó rất là quan trọng. Và cái tiếp tục là cái thứ năm là liên kết vùng và tiện ích, thì nó cũng giống như là vị trí luôn, tức là khi mà mình xác định được cái vị trí đó rồi thì mình sẽ tìm hiểu về cái liên kết vùng. Thì cái liên kết vùng ở đây tức là cái những cái vấn đề là về con đường đi, những cái con đường đi, tức là mình nói về cái giao thông đó, là nó có thuận tiện hay không. Chẳng hạn như là cái vị trí đó nó đi vào đi những cái vùng khác nó có gần hay không, nó có tiện lợi hay không. Chẳng hạn như giờ mình nói Sài Gòn đi, Sài Gòn thì nó sẽ đi về đi du lịch này kia, thì đi Vũng Tàu, hoặc là đi về những cái tỉnh miền Trung, hoặc là những cái tỉnh phía Bắc, hoặc là những cái tỉnh về miền Tây, thì cái đó là thì nó sẽ có những con đường nào. Chẳng hạn như là nó có gần quốc lộ 1A hay không. Nếu mà gần quốc lộ 1A thì nó quá ok rồi, không bằng cãi nữa, tại vì quốc lộ 1A là từ Bắc ra Nam, đó là liên kết vùng nha cả nhà. Hoặc là nó di chuyển từ cái chỗ này qua cái chỗ khác thì nó có gần hay không. Và chung với lại cái liên kết vùng đó là cái tiện ích. Thì cái tiện ích này nó cũng liên quan tới cái vị trí, tức là mình tìm hiểu được cái vị trí mà cái dự án mình sắp mua. Thì ví dụ như là
cái tiện ích là xung quanh, chẳng hạn như là nó có chợ chưa, có trường học chưa, có bệnh viện chưa, thì cái đó nó rất là quan trọng. Bởi vì nó có những cái yếu tố đó, nó sẽ quyết định được cái tốc độ người dân về ở nhà hay không. Nhưng mà nó cũng được cái này thì cũng mất cái kia nha cả nhà. Còn ví dụ như là khi mà mình mua những cái dự án mà nó có những cái tiện ích điện đường, trường trạm, thì như dân ối đó, thì những cái dự án đó nó lại có cái giá nó khá cao. Cái giá ban đầu khá là cao rồi, nên là đầu tư thì cái đầu vào nó cũng cũng tốn rất là nhiều tiền nha cả nhà. Và cái thứ sáu là cái tiện ích dịch vụ. Đấy, tiện ích dịch vụ, tức là tiện ích dịch vụ thì mình sẽ thiên về cái khu của mình, tức là trong cái khu của mình là nó có những cái tiện ích dịch vụ gì, chẳng hạn như là nó có quán ăn quán uống hay không, quán cà phê hay không, hoặc là có những cái tiệm tạp hóa, hoặc là điện đường trường trạm đó, thì nói chung là như vậy. Thì mình sẽ khảo sát là có những cái tiện ích dịch vụ đó hay không. Thì mà khi mà có rồi đó, thì những cái khu đó là mình ở, mình mua, mình thiên về ở thì nó sẽ tốt hơn, tại vì tiện ích dịch vụ nó có đầy đủ sẵn rồi, nó rất là tiện lợi. Và cái thứ bảy là cái cơ sở hạ tầng và tiến độ dự án. Tiến độ dự án thì nó rất là khó. Tiến độ dự án là bây giờ là mình cũng như Nhân nói là mình sẽ xem xét về cái chủ đầu tư, là những cái dự án trước á, là họ có làm nhanh hay không. Chứ còn bây giờ cái tiến độ của dự án này đó, thì nó chỉ là một cái gì đó ở trên hợp đồng thôi. Chẳng hạn như là 6 tháng là tôi sẽ hoàn thành cái đường nhựa cho anh chị, hoặc là trồng cây xanh, hoặc là buổi hè này kia cho anh chị, thì cái đó chỉ là một cái cam kết ở trên hợp đồng thôi, thì nó không có chắc ăn lắm. Cho nên là mình phải tìm hiểu về cái chủ đầu tư và những cái dự án họ đã làm xong rồi, nó tiến độ hạ tầng làm có nhanh hay không. Còn cái cơ sở hạ tầng thì ở đây tức là mình nói về đường xá. Chẳng hạn như mình vô một cái khu dân cư đó, mình sẽ xem được những cái đường xá ở trong đó là nó như thế nào, ví dụ như là nó bao nhiêu mét, khoảng bao nhiêu mét. Thì thường thường mà những cái bạn sale mà nói về một cái lộ, cái đường đi ở trong cái dự án đó, họ sẽ nói chung bao gồm với cả cái vỉa hè nha cả nhà. Tại vì cái vỉa hè là mình cũng là một cái lối đi, cho nên là họ sẽ nói chung vào, chẳng hạn như là họ nói là cái đường 12 mét hoặc 14 mét. Thì thường nhất là cái lòng đường nó chỉ có 8 mét thôi, còn vỉa hè hai bên nó sẽ là 2 mét nữa, và tổng cộng là 12 mét, hoặc là vỉa hè hai bên là 3 mét, với lại cộng với 3 mét hai bên là 6 mét, và cộng với cái lòng đường 8 mét nữa thì lúc đó là nó 14 mét. Đó, cho nên là cả nhà mình sẽ để ý cái chỗ đó nha. Đó là khi mà họ nói về cái đường trước nhà là sẽ cộng chung với lại cái vỉa hè. Cái thứ 8 là cái quy cách xây dựng. Thì cái quy cách xây dựng này thì nó sẽ chia ra hai cái lợi thế. Thì cái lợi thế đầu tiên, nếu như là một cái dự án nào đó mà cái quy cách xây dựng nó tự do, thì cái dự án nó dân sẽ về rất là nhanh, cực kỳ nhanh. Đó, nhưng mà đổi lại, khi mà xây dựng tự do thì cái khu của mình nó sẽ không được đẹp, nó không được đồng bộ. Nhưng mà khi mà mua một cái dự án nào đó mà cái quy cách xây dựng nó đồng bộ, kiểu như là nó một trệt một lầu, hoặc là một trệt hai lầu bắt buộc, thì lúc đó là dân ở về rất là chậm. Tại vì nhiều khi người ta vào cái dự án đó thì người ta không nhận là đẹp, nhưng mà người ta chỉ mua đủ tiền mua đất thôi, chứ không có đủ tiền mua nhà. Thì đâm ra là lúc đó họ chỉ mua đất để đó thôi, thì chưa có tiền xây nhà. Cho nên là những cái dự án đó nó có thể nói là sau này là nó hay bị dẫn tới tình trạng là một dự án chết. Cái lý do là không có người về ở, thì không có người nào thì chắc ăn cái người thứ hai họ cũng không dám về. Và cái suy nghĩ của tất cả những cái người dân trong dự án đó đều như vậy, thì đâm ra là không ai về hết, thì dự án nó sẽ bị chết. Đó, thì Nhân xin nói lại là bên cái quy cách xây dựng của tự do đó, giống như là khu các đường Vũ Sinh, hoặc là ở dưới khu Mỹ Hạnh, Hoàng Gia, thì những khu đó là xây dựng hoàn toàn tự do nha cả nhà. Nhưng mà trước mắt thì mình thấy như vậy thôi, nhưng mà sau này mà dân về ở đầy đủ hết rồi thì nó rất là tạp nhập. Bởi vì là ai muốn xây sao thì xây, cho nên là cái khu mình không được đẹp, cái đường này mất cái kia. Và cái
và cái thứ chính là cái giá. Cái này cũng rất là quan trọng, tại vì á thì khi mà Nhân làm cái nghề rồi thì Nhân sẽ biết là hầu như những cái khách hàng là gọi cho rất là nhiều bạn, và quan trọng nhất là tham khảo cái giá này nè. Thì hầu như là không có cái dự án nào mà cái giá nó giống nhau hết. Gọi cho bạn này thì nói ví dụ như là nói 1 tỷ, xong gọi bạn kia nói 1 tỷ 1, cái gọi bạn khác nữa nói còn 800. Thì những cái khách hàng của mình cũng rất là đau đầu về cái vấn đề cái giá này. Thì để mà tìm hiểu cái giá là nếu như mình mua trong dự án thì mình đừng bao giờ mình sợ mua giá hố, tại vì nó có một cái bảng giá của bên công ty đóng mộc đàng hoàng, cho nên là mình không sợ. Chỉ sợ là những cái bạn nó nói để mà kéo mình về từ phía của họ thôi. Chứ còn cái giá cả mình mua chung cư mình không có sợ hết nha cả nhà, trừ khi mình mua lại. Và cái thứ 10 là phương thức thanh toán. Cái phương thức thanh toán thì khi mà quý vị khách hàng mình mua một cái dự án nào đó mà nó nói là những bạn sale mà nói mà cho trả góp, thì mình biết chắc chắn một điều là cái khu đó nó chưa có sổ. Còn những cái dự án nào mà có sổ rồi đó thì chắc chắn 100% là chủ đầu tư họ sẽ bán hết. Tức là họ bán là họ lấy cái số tiền về 95%, còn 5% còn lại khi nào mình công chứng ra sổ xong thì họ sẽ giao cho mình. Chứ còn không có dự án nào mà có sổ rồi mà họ cho trả góp. Thì mình nhớ kỹ giùm Nhân một điều, tức là về cái hình thức thanh toán: một, cho mình trả góp là những cái dự án nó chưa có sổ, và cái thứ hai, nếu như mà họ không cho mình góp thì mình biết được chắc một điều là cái dự án nó đã có sổ hồng rồi. Và có sổ hồng rồi thì ví dụ như mình không có tiền thì mình có thể qua ngân hàng. Những cái dự án mà nó nằm ở bên phía Tây Bắc, thành phố Hồ Chí Minh hoặc là phía Long An đó, thì nếu như mình vay ngân hàng thì nó khoảng 50% của tổng giá trị của đất của mình. Và cái thứ 11 là pháp lý. Thì pháp lý này nó sẽ rất là quan trọng nữa. Nói chung là 13 tiêu chí thì cái tiêu chí nào nó cũng quan trọng. Cái pháp lý ở đây chính là nếu như mình mua trên hợp đồng, nó sẽ là hợp đồng mua bán nhà đất. Còn nếu mình dự án nào mà nó có sổ rồi thì lúc đó bên chủ đầu tư, bên những cái bằng sale sẽ show cái sổ hồng ra cho mình, được thì mình đi công chứng luôn. Còn nếu không là mình sẽ mua theo cái kiểu, tức là hợp đồng mua bán nhà đất. Hợp đồng mua bán nhà đất thì nó có khoảng 50% là cái hạ tầng cơ sở là nó xong rồi đó. Còn những cái dự án mà mình mua, nó cái hợp đồng nó sẽ ghi là hợp đồng nhà ở trong tương lai, tức là hầu như là những cái nhà đó là chưa được xây, chưa được làm bất cứ một cái gì hết, chỉ mới làm cái móng thôi. Thì đó sẽ là một cái hợp đồng là nhà ở trong tương lai. Hoặc là một cái hình thức mua bán nữa, tức là hình thức là mua bán là góp vốn. Góp vốn là những cái dự án đó là nó chưa có bất cứ một cái gì hết, thì khi mà những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ đó, thứ cấp đó, mà họ góp vốn bao nhiêu thì những cái chủ đầu tư lớn họ sẽ làm cái hạ tầng cho mình bao nhiêu. Đó, nó có nhiều cái nha mọi người. Rồi cái thứ 12 là thời gian nhận sổ và thời gian nhận nền. Thì khi mà mình mua những cái này á thì nó cũng rất là dễ thôi, tại vì trong hợp đồng là hầu như là trong cái công ty nào họ cũng có những cái điều khoản này, chẳng hạn như là 1 năm ra sổ hoặc là 2 năm ra sổ thì trong hợp đồng nó sẽ có. Rồi cái thứ hai là thời gian nhận nền, thì hầu như là cũng nó sẽ có một cái điều khoản và nằm trong hợp đồng. Cái này mình chỉ cần mình hỏi về hợp đồng là mình sẽ biết được chắc chắn. Còn nếu như là họ hứa 12 tháng mà không có sổ cho mình á thì họ sẽ bị phạt cái gì đó. Hoặc là thời gian nhận nền, nếu như đúng 12 tháng giao nền cho tôi mà bây giờ chưa có giao nền đó thì họ sẽ cũng bị phạt một cái gì đó, và nó đều thể hiện trong hợp đồng. Cho nên là khi mà mình mua mình phải đọc hợp đồng cho kỹ nha cả nhà. Còn mình mua sổ rồi thì đó không bàn tới. Và cái 13 là cái cuối cùng là chính sách trước và sau bán hàng. Cái này rất là quan trọng và nó thể hiện một cái tâm của một cái bạn sale bán hàng rất quan trọng cho cả nhà. Tức là trước khi là mình mua hàng đó, thì chẳng hạn như là thứ nhất là về cái đưa đón khách hàng để mà tham quan dự án, rồi về cái tư vấn cho khách hàng có đúng sự thật hay không, hay là tư vấn cái kiểu mà gian dối để chủ yếu là được lấy được cái tiền cọc của người ta thôi, thì cái đó nó sẽ khác đó. Và cái này thì khách hàng mình sẽ tự cảm nhận được khi mà làm việc với những bạn sale, mình sẽ cảm nhận được. Và cái sau bán hàng thì nó có rất là nhiều điều nữa, tức là bán hàng là cọc xong là mình sẽ ký hợp đồng,
là sau ký hợp đồng đó nó sẽ là sau này á, ví dụ sau này á là sẽ hỗ trợ cho khách hàng là đi làm sổ hồng này kia, là bên sale sẽ hỗ trợ cho khách hàng mình. Rồi chẳng hạn như là nhận nền ở dưới thì thường là công ty thông báo, nhưng mà những cái bạn sale hoặc là nhân đi, thì khách hàng của nhân mà đi nhận nền thì nhân sẽ trực tiếp để theo hỗ trợ để cho khách hàng nhận đất. Rồi ví dụ như xây dựng thì bên những cái bạn hàng bán hàng với bạn sale là có trách nhiệm là gì? Thứ nhất là nói với công ty để mà đo lại cái cốt nền, và thứ hai là tìm những cái nhà thầu mà có uy tín để mà giới thiệu cho khách hàng mình xây nhà. Rồi xây nhà xong thì đến hoàn công. Tiếp tục nữa là sẽ làm về cái vấn đề hậu thầu, là hầu như là những cái mà nhân nói trên hồi nãy giờ đó, là những cái bạn xem đó sẽ hỗ trợ cho mình, cho nên là mình phải tìm hiểu kỹ về cái trước bán hàng rồi sau bán hàng. Cho nên ví dụ là khi mà em bán cho tôi rồi thì cái trách nhiệm của em sau này là nó sẽ như thế nào, thì em có thể nói sơ cho anh được không, hoặc là mình hỏi thẳng là ví dụ như về cái xây dựng rồi về cái nhận nền rồi làm sổ hồng này kia đó, thì sau này nó sẽ như thế nào, để mình hỏi để mình biết chắc được thôi. Chứ còn thật sự mà cái này cũng khó nha cả nhà, bởi vì nhiều khi là các bạn nó bán hàng, bạn bán cho mình xong rồi bạn nghỉ làm nghề hoặc là qua một cái công ty khác rồi, nó cũng có. Cho nên là thì cái này mình cũng tìm hiểu thôi, chứ nó cũng không có gì là chắc chắn lắm. Nhưng mà mình mua hàng mà với những cái bạn sale nào mà nó có tầm một chút xíu á, thì hầu như ví dụ như bạn có nghĩ công ty chăng nữa thì bạn đó cũng sẽ giúp đỡ mình về cái chính sách mà sau khi mua hàng. Rồi thì nãy giờ là những cái cách để cho cả nhà mình có thể tham khảo được một cái dự án nó dễ dàng. Thì xem xong nếu như cả nhà mình thấy hay thì có thể nhấn cho Nhân một nút like, và nhớ là hãy nhấn đăng ký kênh của Nhân để có thể nhận tất cả những video sau của Nhân. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau.